sinh viên năm nay đã ăn Tết 2 tháng rồi, không đến trường đến lớp nhớ bạn bè thầy cô, phải luôn luôn lon phay để bên hết trên nước nhà. Corona hoành hành phải nghĩ đến trường thật lâu. Anh sinh viên năm nay sao cứ học từ xa hoài, đường đến trường thế nào anh sắp quên hết là sao. Ba má anh sang ra vẫn vội vã dậy đi làm, anh nói anh còn nhỏ lên đã biết làm gì đâu. Rồi mẹ anh mang một danh sách vào, thế ở nhà làm chi ra phụ mẹ nấu cơm. Và rồi chợt nhận ra thế là toang mất rồi, nghĩ tới xưa đến nay giờ đây đã khác. Vì Corona đó, chính cô đã khiến mùa xuân của anh đã không còn như trước kia. Chỉ mong được đến lớp anh sẽ chăm học ngoan và sẽ làm bài tập mỗi ngày. Chẳng lẽ là quan sát không trốn tiết, không còn như ngày xưa ham chơi lời học nữa đâu. Vì lo cho ba má anh sẽ khác, nên anh hôm nay học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Anh kể về những ngày qua khi anh phải học online ở nhà, muốn gặp thầy cô bè bạn nhưng đâu có được vì Corona. Lúc vừa có thông báo nghỉ cứ tưởng với được kèo mượt thơm, đến giờ đã gần 2 tháng mới bắt đầu thấy sợ trượt môn. Chuyện ngày qua nhắc thấy buồn, sao Tết lại chán như thế này. Chuyện ngày nay như nói đùa, nghĩ Tết thôi hết cả thanh xuân. Anh em hai ca hai rất mong muốn được ra trường, chứ nghĩ thế này anh biên tôn nghiêm làm sao. Anh không mong ước chi, chỉ mong sẽ đừng đi học, thi phổ thông quốc gia và sẽ đường hỏng poly. Bọn thanh niên hôm nay cũng đã muốn được đi học, chứ đâu chỉ riêng anh cứ phải nghi hoài là sao. Ba má thì cứ phải bắt dậy đi làm, chẳng lẽ đây là kỳ nghỉ Tết huyền thoại thật sao. Kể từ hôm 27 Tết đến giờ, nhớ bao bạn bè vui đùa cùng nhau quá đi. Và rồi chợt nhận ra đi học tốt thế nào, chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khác thật. Vì Corona đó, chính Corona khiến mùa xuân của anh đã không còn như trước kia. Chỉ mong được đến lớp anh sẽ chăm học ngoan và sẽ làm bài tập mỗi ngày. Chẳng lẽ là quan sát không trốn tiết, không còn như ngày xưa ham chơi lời học nữa đâu. Vì lo cho ba má anh sẽ khác, nên anh hôm nay học cách đổi thay bản thân mỗi ngày. Corona đó, chính cô đã khiến mùa xuân của anh đã không còn như trước kia. Chỉ mong được đến lớp anh sẽ chăm học ngoan và sẽ làm bài tập mỗi ngày. Chẳng lẽ đã quan sát không trốn tiết, không còn như ngày xưa ham chơi lời học nữa đâu. Vì lo cho ba má anh sẽ khác, nên anh hôm nay học cách đổi thay bản thân mỗi ngày.